sức đây nè tao nít xoa công một căn channel app so hay nè tao nè khơi nhất cứ chỉ iPhone 6 Plus để miền version đọc pi chạy bốn cho tao mới chỉ đọc pi chạy bốn à chẳng nè tao nè bật chỉ chưa bao giờ mua nồng pay nhà để mình lại download cho mua nồng cam và thi được cái game nó không app store ban rồi hay nè nè ở chế bạc cả cho mua nồng account để hào thả Apple ID nhấn ngày đấy nhóm nâng và hai vì thị xã Hà Nội ca bạc cả cho mỗi nâng Apple ID nhấn số mời tổng hợp lý chỉ từ bốn này là từ chỗ được không App Store nhưng từ những ai bạc cả cho mỗi nâng Apple ID để admin tìm tia cho mỗi nâng payment man đòi free free ok là dừng rồi cảm thì na để free môi được cái game na để free môi làm bài download nhưng có thể họ thả Candy Crush nhưng chơi ghét mà tao mới bị bài hành là mình dừng vô create new Apple ID này ok create cho mỗi đường Apple new Apple ID chẳng những thu cả rộng trăm viết là sao vì dự tích ok chỉ mùi nâng email email dương trâu miền chi mẹ chỉ môn sánh và sân nè lạc nè ở toàn chế và cả chi mẹ nè lạc nè chăm ơ chỉ mùi nâng video cry và đây chỉ tu tớ nè lạc nè bật chế chỉ mùi nâng cả và cả chỉ mùi nâng account chi mẹ chẳng chẳng dương trâu miền account chi mẹ chẳng nhầm nâng do account chi mẹ mùi để miền sạp cứ account của nhóm technology gmail.com chúng mình password cứ dùng mình đặt password gmail đấy cứ dùng đặt password mấy nè nó không biết rồi đặt password để miền ở so thông phong tàu phong hay lia cho mùi những lệch ok bắt đầu một tiết dừng và tế cứ kèm bộ đĩa trai với những bạc một kỳ mới hay bắt đầu mấy chuyện nịch này trang lại này cứ dừng trai bằng bình chú mua dừng đã cho mua luôn ai nhớ này nhóm đã mô channel và nhóm nói cho question này đó nên tôi chăm cho một question nâng answer để nè sao này best friend visual xùm nụ ấy hay dựng sao ấy tôi chăm chẳng hỏi nâng dựng tôi thọt screen tục chẳng tới lấy nhóm vậy thì check cái app show create nhưng rơi xuống nô lơ lơ kia mà nó mày nghỉ xuống mùi tiết cứ dừng đại các bạn này mình đại tam nhóm ấy nè 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 tao đã đợi luôn ấy mà tao mới dừng thọt screen tục cả lại nhân môi mà chụp sao ok thật screen đua giấy mảnh đoàn tiết ngọt dữ này cho hãy chụp lock screen điện chẳng rồi rồi là dương trình nịch mà trình nịch cho môi năng này cả lại những cái ai rơi hàng credit card mobile phone lấy chủ sập á cho mùi đừng phê mình ở lỡ cứ dừng ai phê cho mùi đừng lấy chủ sập vào dưỡng mạnh dẫn chạy dân nan quá hỏi street cả lại flow đây nè hơi rồi nơi street này cứ được cái này sọc ấy chẳng tới
Pink country country គឺអឺទីជីភ្នំពេញពោស្វី country ហ្នឹងអត់ត្រូវទេម្ដង district កំពុងស្ពីត្រូវ province ទេតែអត់ដឹងថាគេដាក់មិនអឺ postal code អ្នកទាំងអស់គ្នាឬក៏អ្នកទាំងអស់គ្នាអាចដាក់12,000ក៏បានគឺនៅភ្នំពេញហើយលេខទូរស័ព្ទគឺខ្ញុំយកលេខថ្មីដាក់មក096អានេះគឺក្បាលលេខទូរស័ព្ទតបមកដាក់4366980គឺលេខទូរស័ព្ទរបស់ខ្ញុំតបវិញចុច next អូខេបន្តពី next ហើយនេះគឺ email នេះគឺត្រូវបានអឺលេខទទួលលេខ code គឺលេខ code verify ហ្នឹងគឺសម្រាប់អឺប្រើប្រាស់ជាមួយនឹង Apple ID អញ្ចឹងគឺយើងចូលទៅមើលក្នុង email Gmail គឺ Ptech នេះគឺខាងលើ Ptechnology 2020ហ្នឹងហើយយើងវាយលេខ code ដែលនៅក្នុង inbox នៅក្នុងសារដែលយើងទទួលបានអញ្ចឹងអូខេ done verify try again ខុស043 73 79 អត់ត្រូវអត់ត្រូវយើងចាំម្ដងទៀតបើសិនជាអត់ត្រូវតែនេះវាត្រូវតែអត់ដឹងថាមកពីអីអញ្ចឹងយើងអាច verify វាម្ដងទៀតចុច next មក againតើដឹងមកទេវាយើងធ្វើការរងចាំវាព្រោះអត់ដឹងថាវាមកពីអី request new មកអូខេយើងសុំលេខ code verify ថ្មីព្រោះថានេះមិញវាអត់ត្រូវអូខេបានលេខ code ថ្មីមួយទៀតគឺ21 06 38โอเค verify ម្ដងទៀតត្រូវអត់ we run into problem please try ឡើងអូខេឥឡូវនេះក៏ពុកតែមានបញ្ហាគេឲ្យយើងព្យាយាមម្ដងទៀតតែខ្ញុំអត់ដឹងថាមកពីអីអូខេបានអូខេបានយើងអាច download វាបានជាមួយនឹងសាកមើលអត់ទាន់ដឹងទេហេតុអីបានអត់ទាន់បាន why account មិញហ្នឹងtechnology អឺ2020 and gmail.com try call password password ហ្នឹងអត់ត្រូវអត់ដឹងថាមកពីអីប្រហែលជាយើងអត់ទាន់បាន verify បានត្រឹមត្រូវអញ្ចឹងយើងនៅចាំ verify វាទៀតឬក៏យ៉ាងម៉េចអូខេប្រហែលជាពេលនេះវាមានបញ្ហាគឺកូដនេះផុតកំណត់អីម៉េចម៉េចឥឡូវយើងចាំមើលតិចទៀតជួយដោះឲ្យអ្នកនរគ្នាមើលតែអ្នកនរគ្នាប្រកាសអញ្ចឹងគឺបានហើយដែលមានបញ្ហាអីទេដោយសារតែរបស់ខ្ញុំហ្នឹងគឺមិនដឹងថាវាមកពីអីទេឬក៏ពេលនេះប្រហែលជាពេលដែលខ្ញុំធ្វើវាអាចនឹងមានបញ្ហាអញ្ចឹងគឺវាអត់ឲ្យ verify ទេ verify ទៅវា error ហើយអញ្ចឹងចាំអ្នកសិក្សាមើលបើសិនជាមានបញ្ហាអញ្ចឹងដែរចាំខ្ញុំស្នើសុំឬក៏ report ទៅខាង Appleអូខេធ្វើការដោះស្រាយព្រោះវាពិបាកបង្កើតត្រង់កន្លែងហ្នឹង verify ហ្នឹងមិនដែរនេះដោយសារតែមានបញ្ហាខាង server របស់គេមើលទៅព្រោះធម្មតាគឺបង្កើតអញ្ចឹងគឺបានហើយអូខេអ្នកនរគ្នាវីដេអូនេះខ្ញុំមានតែប៉ុណ្្នឹងទេបើសិនជាអ្នកនរគ្នាចូលចិត្តឬក៏មិនចូលចិត្តកុំភ្លេចចុច like ហើយ subscribe channel របស់ខ្ញុំដាក់រូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបាន notification រាល់ពេលដែលខ្ញុំ upload video ថ្មីនិយាយចឹងច្រឡំ
hay khi ông nâng nhiệt độ cao này nó nè video cài tiền.